Xin chào các con. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá chủ đề đầu tiên trong bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Đó chính là chủ đề tôi và các bạn. Có lẽ trong thế giới trẻ thơ thì bạn bè chính là một trong những niềm vui của chúng ta, đúng không nào? Và trong thế giới của các bạn thiếu nhi thì bạn bè cũng rất đa dạng. Có thể là những người bạn cùng học hay là cùng chơi đùa với nhau, cũng có thể là những loài vật, thậm chí là có cả những đồ vật cũng trở thành bạn của các con. Một thế giới rất rộng lớn đang chờ chúng ta khám phá. Và trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần kiến thức đầu tiên, đó chính là phần tri thức về ngữ văn, và sẽ vận dụng qua văn bản đầu tiên, bài học đường đời đầu tiên của nhà văn Tô Hoài. Trước hết, chúng ta hãy cùng khám phá những tri thức ngữ văn trong chủ đề này. Đầu tiên, chủ đề này mang tới cho chúng ta về mặt văn bản, đó là chuyện và chuyện đồng thoại. Đây là hai khái niệm khá là quen thuộc và cũng rất là thân thuộc với các bạn thiếu nhi. Chuyện ở đây được hiểu là loại tác phẩm văn học kể lại một câu chuyện, có cốt truyện, nhân vật, không gian, thời gian, hoàn cảnh diễn ra của sự việc đó. Và đây chính là cái mà chúng ta rất thường gặp trong đời sống. Các con, bản thân các con cũng có thể tự tạo ra những tác phẩm truyện của riêng mình, và nó có thể tồn tại ở dạng nói hoặc là dạng viết. Thế còn chuyện đồng thoại là gì? Chuyện đồng thoại ở đây được hiểu là chuyện viết cho trẻ em, có nhân vật là loài vật hoặc là những đồ vật được nhân hóa. Các nhân vật này vừa mang những đặc tính vốn có của loài vật hay là đồ vật đó, nhưng đồng thời cũng mang theo những đặc điểm của con người. Như vậy, chuyện đồng thoại rất thân thuộc, đúng không nào? Có lẽ chúng ta đã được làm quen rất nhiều qua những tác phẩm thiếu nhi mà ba mẹ thường mua cho chúng ta đọc. Và những yếu tố trong chuyện mà chúng ta cần lưu ý đó là gì? Đầu tiên là cốt truyện. Cốt truyện ở đây được hiểu là một trong những yếu tố rất quan trọng của chuyện kể, gồm các sự việc chính được sắp xếp theo một thứ tự nhất định. Và các sự việc thì bao giờ cũng có sự việc mở đầu, các sự việc diễn biến và có sự việc kết thúc. Thứ hai đó là nhân vật. Nhân vật ở đây chính là những đối tượng có hình dáng, có cử chỉ, có hành động, ngôn ngữ, cảm xúc và suy nghĩ. Rất nhiều những cái yếu tố đó, nhưng đối tượng ấy được nhà văn khắc họa bên trong tác phẩm. Và khi chúng ta đọc một câu chuyện thì chúng ta sẽ dễ dàng xác định được có những nhân vật mà thể hiện chủ đề tư tưởng của tác phẩm, mình hay gọi là nhân vật chính, và có những nhân vật thì góp phần làm nổi bật cho nhân vật chính và cũng đưa đẩy cho cốt truyện, đó chính là những nhân vật phụ, phải không nào? Yếu tố thứ ba trong chuyện rất quen thuộc đó là người kể chuyện. Có lẽ ở chương trình tiểu học thì các con cũng đã biết đến người kể chuyện rồi. Chúng ta hiểu người kể chuyện là nhân vật do nhà văn tạo ra để kể lại câu chuyện. Và người kể chuyện có thể xuất hiện trực tiếp trong tác phẩm, xưng là tôi và kể lại diễn biến câu chuyện. Nhưng người kể chuyện cũng có khi giấu mình đi, không tham gia vào hoạt động, nhưng lại có thể có mặt ở khắp mọi nơi và kể được mọi điều, mọi việc diễn ra trong câu chuyện ấy. Thì đó là người kể, ngôi kể thứ ba. Và lời của người kể chuyện và lời nhân vật chính là hai cái loại lời nó thường xuất hiện trong văn bản. Lời của người kể chuyện là đảm nhận việc thuật lại các sự việc trong câu chuyện và bao gồm cả việc thuật lại các hoạt động của nhân vật. Bên cạnh lời của người kể chuyện thì chúng ta có lời của nhân vật. Lời của nhân vật được định nghĩa là lời nói trực tiếp của nhân vật, có thể tồn tại ở dạng đối thoại, tức là nhân vật ấy nói chuyện với những nhân vật khác, nhưng cũng có thể tồn tại ở dạng độc thoại, tức là nhân vật ấy có thể nói với một người không rõ ràng hoặc nói với chính mình.
Đó, thì đó là lời của nhân vật. Và lời của nhân vật thì có thể được trình bày tách riêng ra hoặc là xen lẫn với lời của người kể chuyện. Khi mà tìm hiểu, đọc các văn bản truyện thì các con cũng cần phải lưu ý để phân biệt những cái dạng lời này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng từ những cái kiến thức văn cô vừa cung cấp, chúng ta sẽ tìm hiểu văn bản đầu tiên, đó là bài học đường đời đầu tiên của nhà văn Tô Hoài. Trước hết thì nhà văn Tô Hoài có lẽ là một tác giả rất thân thuộc với chúng ta và các con cũng đã biết đến tác phẩm Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Đây là một tác phẩm rất nổi tiếng, được xuất bản năm 1941 khi mà nhà văn Tô Hoài mới 21 tuổi, còn rất là trẻ. Và tác phẩm ấy đã được dịch ra gần 40 thứ tiếng trên khắp thế giới, được đông đảo không chỉ những bạn nhỏ ở Việt Nam mà các bạn nhỏ trên khắp thế giới cùng đọc. Và được đánh giá là một trong 10 tác phẩm kinh điển dành cho thiếu nhi của nền văn học Việt Nam. Và bởi vì đây là một câu chuyện khá là dài với nhiều chương, thế nên trong khuôn khổ của sách giáo khoa thì chúng ta sẽ chỉ học phần một phần trích trong cái tác phẩm ấy thôi. Và tiết học này các con, bài học này chúng ta sẽ học trong 2 tiết. Mục tiêu của tiết học đầu tiên đó là mục tiêu số 1. Chúng ta có thể trình bày được những thông tin cơ bản về tác giả, về tác phẩm, về nội dung của đoạn trích. Mục tiêu thứ hai, các con có thể liệt kê ra được những đặc điểm và rút ra đánh giá về ngoại hình, phẩm chất của Dế Mèn qua việc tìm hiểu bức chân dung tự họa của nhân vật. Và mục tiêu thứ ba, chúng ta sẽ rèn về mặt kỹ năng, đó là rèn kỹ năng đọc hiểu với một văn bản truyện dựa trên những tri thức ngữ văn mà cô vừa cung cấp ở phần đầu của bài học. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phần thứ nhất. Cô muốn giới thiệu với các con đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Tô Hoài để có thể thực sự nhập tâm vào bài học cũng như thu nhập được nhiều thông tin về tác giả và tác phẩm. Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng trên tay mình một tờ giấy nốt, giấy nháp hoặc và một cây bút. Chúng ta sẽ cùng vừa xem video và vừa ghi lại thật nhanh những thông tin về tác giả Tô Hoài và tác phẩm Dế Mèn Phiêu Lưu Ký được gửi đến qua phần video này nhé. Tô Hoài là lá cờ đầu của những nhà văn thủ đô tài hoa mà cẩn trọng, là tấm gương lao động cả một đời không ngừng nghỉ với ngòi bút trên tay. Tô Hoài tên thật là Nguyễn Xen, cái bút danh quen thuộc với bao thế hệ độc giả, quen thuộc với thậm chí cả chủ nhân của nó. Đến mức giờ đây, giả như có ai gọi Nguyễn Xen, Tô Hoài hẳn cũng vừa ngát ít nhiều. Chữ Tô Hoài được ghép từ Tô Lịch và Hoài Đức, gắn bó chặt chẽ với tuổi thơ nhà văn nổi tiếng cùng với mảnh đất thủ đô. Chính các tuổi thơ đầy màu sắc đã đem đến cho ông một cuộc sống dồi dào. Từ đó mà chú Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, chuyện cũ Hà Nội ra đời. Vừa viết văn bằng những thực tế nhất định, bằng những kỷ lục nhất định, mình càng sâu sắc thì càng có thể viết được nhanh. Ví dụ như nó cũng như là tôi viết Dế Mèn Phiêu Lưu Ký là từ 1940 thì tất cả cái chuyện Dế Mèn thì đều đã được chiều chiếu nhất định. Tôi hỏi quan niệm văn là cái để người ta đọc, đọc rồi thì có cái để người ta ngẫm, ngẫm rồi thì có cái để người ta nhớ, đó là văn. Cả đời ông là một tấm gương lao động không ngừng nghỉ. Ông xem việc viết như công việc đánh răng rửa mặt, phải làm hàng ngày bất kể sóng gió thế sự nhân sinh thế nào đi nữa. Viết lách cũng là một nghề như bao nghề khác, chả phải cái gì thiêng liêng ghê gớm. Cốt là anh phải tinh thông và chăm chỉ. Viết là khó, là nặng nhọc. Ngày nào cũng ngồi vào bàn, dù bài hay, bài dở thì tôi vẫn cứ viết. Hầu như lúc nào tôi cũng ở trạng thái viết. Viết đủ thứ, thượng vàng hạ cám. Có những bài tôi viết mà không cần cảm hứng. Lúc cái tuổi tôi cũng đã làm thơ, nhưng mà sau thì tôi bỏ. Tôi thấy là tôi làm thơ không được. Không có chuyện là ta và từ đấy là cho đến bây giờ tôi chỉ biết năm xưa
mày đã lựa chọn đúng nghề và theo đuổi nghề bằng một ý thức trách nhiệm đáng ngưỡng mộ. Ông đi khắp nơi, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào trong cuộc sống. Thậm chí khi đọc báo, ông đọc cả những phần nhắn tin, quảng cáo để tích lũy vốn sống cho mình. Bởi thế mà bước qua tuổi 90, Tô Hoài vẫn còn có thể làm việc, vẫn có sức sống lâu năm hơn tuổi sinh học, đến già vẫn còn viết được cho thiếu nhi. Đoạn video mà cô vừa chia sẻ với các con đã tóm tắt cho chúng ta và chia sẻ với chúng ta rất nhiều thông tin rất hữu ích về nhà văn Tô Hoài. Và bật mí với các con, đoạn video này đã được thực hiện năm 2010 khi mà thành phố Hà Nội kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Và Tô Hoài chính là một trong số những người con rất ưu tú của mảnh đất này. Chúng ta có thể ghi nhớ những thông tin cơ bản về tác giả. Ông tên thật là Nguyễn Sen, quê ở huyện Hoài Đức, Hà Tây cũ và lớn lên ở làng Nghĩa Đô, Hà Nội. Và về sự nghiệp của Tô Hoài thì ông được biết đến là một trong số những tác giả viết văn từ rất sớm, để lại khối lượng tác phẩm rất đồ sộ với nhiều thể loại như truyện ngắn, tiểu thuyết, hồi ký. Và có lẽ mà điều mà cô thích nhất ở nhà văn Tô Hoài đó là học hỏi được ở ông một quan niệm về văn chương, cuộc đời như là văn chương. Những vốn sống mà nhà văn Tô Hoài tích lũy được hàng ngày qua rất nhiều những cái phương tiện, nhiều cách thức. Từ việc quan sát cuộc sống, từ việc đọc báo, từ việc đọc sách và từ những cái trải nghiệm hàng ngày đó thì ông viết nó, đưa nó vào trong những tác phẩm của mình. Có lẽ bởi vậy mà những tác phẩm của Tô Hoài rất gần gũi với chúng ta. Và những người lớn cũng đọc, trẻ con cũng đọc, với mỗi lứa tuổi lại có những cái khám phá và phát hiện trải nghiệm cho riêng mình. Đó là một điều rất thú vị. Và ở đây là một trong số rất nhiều những cái tác phẩm nổi bật của nhà văn Tô Hoài. Có những tác phẩm ông viết cho thiếu nhi, có những tác phẩm viết cho cả người lớn. Và có những tác phẩm là hồi ký, là tiểu thuyết, là truyện ngắn, đặc biệt là truyện đồng thoại thì rất gần gũi với lứa tuổi của các con, đúng không nào? Và Dế Mèn Phiêu Lưu Ký là một chuyện gần gũi như vậy. Về tác phẩm Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, được cái phần đầu mà phần văn bản mà chúng ta được học trong sách giáo khoa được trích từ phần đầu của truyện Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, viết năm 1941. Và với văn bản này, chúng ta có thể chia tách bố cục ra làm hai phần. Phần thứ nhất, từ đầu cho đến chỗ sắp đứng đầu thiên hạ rồi, đó chính là bức chân dung tự họa của Dế Mèn. Phần thứ hai, phần còn lại của văn bản, có thể nói đó chính là khi Dế Mèn bắt đầu kể cho chúng ta nghe câu chuyện về bài học đường đời đầu tiên của mình. Và trong tiết học này, chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu phần đầu của văn bản Bức chân dung tự họa của Dế Mèn. Chúng ta để đi tìm hiểu phần này, chúng ta hãy cùng trả lời câu hỏi. Theo con thì chuyện được kể bằng ngôi kể thứ mấy và người kể là ai? Nếu đã đọc, chúng ta có lẽ sẽ vận dụng được tri thức ngữ văn ở phần đầu văn bản để tìm ra được đó là chuyện được kể bằng ngôi kể thứ nhất. Người kể rõ ràng xưng là tôi, và chúng ta nhận ra được người kể ở đây chính là Dế Mèn. Ngôi kể này và người kể như vậy đã có tác dụng rất tích cực, khiến cho chuyện được kể một cách rất sinh động. Còn gì chân thực sinh động hơn là tôi tự kể câu chuyện của mình, kể những gì tôi cảm thấy, tôi đã trải qua, tôi đã gặp, đúng không nào? Chính vì thế mà câu chuyện rất tự nhiên, sinh động, và chúng ta còn thấy được trong đó cả tâm trạng của nhân vật Dế Mèn cũng được gửi gắm rất là chi tiết, tỉ mỉ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần thứ nhất, bức chân dung tự họa của Dế Mèn. Hãy cùng đọc đoạn từ chỗ, từ đầu văn bản, bởi tôi ăn uống điều độ cho đến đứng đầu thiên hạ rồi. Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi trông lớn lắm. Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng, những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài kín tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch, giòn giã.
Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ, soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoam ngoạp như hai lưỡi liềm máy đang làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong, một vẻ rất đỗi hùng dũng. Tôi lấy làm hãnh diện với bà con về cặp râu ấy lắm. Cứ chấp chấp, tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu. Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi, tôi làm điệu run rẩy các khuèo chân, rung lên rung xuống hai chiếc râu, cho ra kiểu cách còn nhà võ. Tôi tợ lắm, dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại, bởi vì quanh quẩn ai cũng quen thuộc mình cả. Không nói, có lẽ họ nể hơn là sợ, nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám ho he. Ấy vậy, tôi cho là tôi giỏi. Những gã sốc nổi thường lầm cử chỉ ngông cuồng là tài ba. Tôi đã quát mấy chị cào cào ngụ ngoài đầu bờ, khiến mỗi khi thấy tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân, đá một cái ghẹo anh gọng vó, vừa lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi. Chúng ta thấy ở đoạn này các con nên đọc với giọng điệu mạnh mẽ này, vui vẻ này, thể hiện cái tâm trạng rất là tự tin của dế mèn khi mà tự họa bức chân dung mình. Tại sao cô lại gọi là tự họa bức chân dung mình? Tự họa ở đây có nghĩa là tự vẽ bức chân dung mình, đúng không nào? Có thể nói bằng ngôn từ, dế mèn đã tái hiện lại về vẻ ngoài, về hình dáng của mình, và kèm theo đó chúng ta thấy được tâm trạng của dế mèn. Để tìm hiểu cụ thể phần này, các con hãy sử dụng bút chì và chúng ta đánh dấu trong sách giáo khoa theo chủ ý sau đây. Các con hãy xác định những từ ngữ chi tiết thể hiện hình dáng của dế mèn, những hành động của dế mèn, và qua đó các con hãy rút ra nét tính cách của dế mèn thể hiện trong đoạn ngữ liệu mà chúng ta vừa đọc. Chúng ta có thể xác định những chi tiết đặc điểm về hình dáng của dế mèn như sau. Về hình dáng, dế mèn đã tự vẽ mình, tự miêu tả mình rất chi tiết. Từng bộ phận trên cơ thể như là càng thì mẫm bóng này, vuốt thì cứng và nhọn hoắt. Đôi cánh của dế mèn thì như cái áo dài tận chấm đuôi. Cả người thì nâu bóng mỡ này, soi gương được rất ưa nhìn. Có cả những lời nhận xét của dế mèn kèm theo với cả việc tái hiện đặc điểm của bản thân mình, đúng không nào? Rồi là đầu thì to, nổi từng tảng, răng thì đen nhánh, râu dài, uốn cong, rất đỗi hùng dũng. Về mặt hành động, chúng ta có thể thấy được rất nhiều những hành động, và những hành động của dế mèn thì diễn ra rất là mạnh mẽ, như là đạp phanh phách này, nhai ngoam ngoạp, vuốt râu này, đi đứng oai vệ này. Và có cả những cái hành động chưa thực sự là đẹp, như là cà khịa, trêu chọc mọi người xung quanh. Và qua cái việc dế mèn miêu tả hình dáng này, tái hiện hành động của mình, các con thấy được tính cách gì của dế mèn? Có lẽ chúng ta thấy ở đây tính cách của dế mèn trên hai phương diện, có cả sự tích cực nhưng đồng thời cũng có nét chưa đẹp ở đó. Sự tích cực đó là dế mèn rất yêu đời, rất tự tin, đúng không nào? Dế mèn tự vẽ bản thân mình rất đẹp, tự nhìn thấy những cái ưu điểm của mình, đó là sự cường tráng, sự khỏe mạnh, sự rắn giỏi của mình, cái đẹp của mình khi so sánh với mọi người và rất tự tin. Nhưng đồng thời, bên cạnh đó, từ những hành động này, từ cái giọng điệu quá tự tin khi miêu tả mình, thì chúng ta thấy dế mèn lại có phần kiêu căng, ngạo mạn. Sự kiêu căng ngạo mạn đó liệu có tốt cho dế mèn không? Đó cũng là một câu hỏi mà chúng ta cũng cần phải trả lời. Con thích và không thích điều gì ở dế mèn? Câu hỏi này cô sẽ để chúng ta tự suy ngẫm và trả lời nhé. Nào, từ việc miêu tả ngoại hình của dế mèn, các con có rút ra nhận xét gì về nghệ thuật miêu tả nhân vật của nhà văn Tô Hoài trong đoạn này? Nghệ thuật miêu tả nhân vật của nhà văn Tô Hoài cũng là một trong những nét đặc sắc góp phần tạo nên những thành công trong văn bản nói riêng và trong tác phẩm Dế Mèn Phiêu Lưu Ký nói chung. Đó là
Chúng ta thấy Dế Mèn đã được nhà văn Tô Hoài miêu tả rất cụ thể, rất tỉ mỉ đến từng bộ phận trên cơ thể, từ từ đầu này, rồi là râu này, rồi là cánh này, rồi là những cái vuốt vân vân, đúng không nào? Và ngoài ra thì không chỉ miêu tả về mặt hình dáng mà Dế Mèn còn hiện lên qua cả hành động nữa. Và từ đó, từ hình dáng, từ hành động, chúng ta có thể thấy rất rõ nét tính cách của Dế Mèn, phải không nào? Và để góp phần thể hiện, tái hiện hình dáng và hành động một cách sinh động, nhà văn Tô Hoài đã sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa này. Dế Mèn giống như là một chàng thanh niên mới lớn, rất là tự tin, có phần ngạo mạn, nhưng thực sự là cũng rất khỏe mạnh, rất đẹp đẽ. Và có cả cái nét tính cách suy nghĩ nhận xét riêng, mang đậm cái dấu ấn cá nhân của Dế Mèn, đúng không nào? Đó là phép tác dụng của phép nhân hóa, và có cả những phép tu từ so sánh được sử dụng giúp hình ảnh Dế Mèn hiện lên rất là cụ thể. Chúng ta hoàn toàn có thể từ đoạn văn đó vẽ lên được bức chân dung của Dế Mèn theo trí tưởng tượng của các con và theo những cái gợi ý mô tả của nhà văn Tô Hoài. Hẳn là chúng ta cũng có thể nhận thấy ở đây nhà văn Tô Hoài có lẽ đã dành thời gian rất nhiều để tìm hiểu tỉ mỉ về thế giới của loài dế, để quan sát những chú dế và tái hiện Dế Mèn thành công chi tiết như vậy. Như vậy, chúng ta đã vừa tìm hiểu đoạn văn thứ nhất, bức chân dung tự họa của Dế Mèn. Để tự củng cố thêm kiến thức về phần văn bản mà các con vừa học, chúng ta hãy hoàn thành cho cô một bài tập ôn luyện nho nhỏ sau đây. Tùy theo trí thông minh, sở thích, khả năng của các con hãy lựa chọn một trong hai bài tập. Ở bài tập 1, nếu bạn nào có tư duy về ngôn ngữ và thích viết, các con hãy viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu tả lại nhân vật Dế Mèn theo trí tưởng tượng của con. Nhiệm vụ thứ hai, nếu các con đam mê về hội họa, các con hãy thử dùng giấy và màu của mình vẽ lại bức chân dung Dế Mèn theo cảm nhận, theo trí tưởng tượng của con từ những gợi ý mà nhà văn Tô Hoài đã cung cấp cho chúng ta trong đoạn văn vừa học. Hy vọng rằng hai bài tập này sẽ giúp chúng ta vừa rèn được khả năng tư duy ngôn ngữ, kỹ năng viết đoạn văn và đồng thời cũng có thể giúp chúng ta phát huy trí thông minh cũng như là sở thích, khả năng của riêng các bạn. Trong tiết học này, cô Thủy đã cùng tìm hiểu với các con đoạn văn đầu tiên của văn bản bài học Đường đời đầu tiên của nhà văn Tô Hoài. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong phần thứ hai của bài học để tìm hiểu xem câu chuyện bài học Đường đời đầu tiên của Dế Mèn đã được kể như thế nào nhé. Hẹn gặp lại các con trong bài học sau.